Rồi đầu tiên mình quay tổng quan hình thức cặp loa cho anh em xem nè. Đó là Boss Mỹ Boss 301 series 5 nghe anh em. Hình thức loa là loa tình trạng loa cũng còn đẹp. Và cái chất lượng loa thì bass chép đều nguyên bản luôn. Bass trung chép là nguyên riêng cho anh em luôn ha. Đó, hôm nay tiễn được một cặp nữa. Anh em nào xem mà thấy mình ưng ý, mình cần những dòng loa xịn xài cho gia đình để mà nghe nhạc karaoke ấy, thì những cái dòng loa này là không đối thủ nghe anh em. Boss nè. Đó, để mình tháo cái chân ra luôn ha. Đó, tháo ra xong cái mình sẽ quay tổng quan cho anh em xem. Một chiếc lưới rồi. Hai chiếc. Đó, lò chúng ta nha anh em. Lò bao rin chưa sửa chữa cho anh em ha. Và chất lượng âm thanh hát thì cực tốt luôn. Rồi mình sẽ đi vòng vòng xem bass nè, chép nè. Và một con trung ở đằng sau ha. Lo này ba đường tiếng. Và chiếc này là chiếc rai, là chiếc bên phải nè. À, rai bên phải nha anh em. Và chiếc ở dưới là chiếc led, chiếc bên trái nè. Đó, led. Led đây. Ha. Lo xịn bãi nha anh em. Đó, cái đường, cái lỗ hông hơi chúng ta nằm ở đằng sau hai cái. Và nằm chính giữa là một cái lo chép. Cái trên cũng như khế. Đó, chiếc trái, chiếc phải. Và cái con lo này là hàng bãi xịn, được sản xuất tại Mỹ luôn. Đó, made in USA luôn nghe anh em. Đây. Made in the USA. Đó, con lo này là sản xuất Mỹ rặt luôn nghe anh em. Hàng Mỹ nồi luôn ha. Có một số dòng thì sản xuất ở những nơi khác, là lo Anh, lo Mexico, hoặc là một dòng nữa là dòng của điện máy mình nhập về, là dòng đó là dòng rẻ tiền nhất. Hiện tại là dòng này là dòng của USA gặt luôn nha. Đó, thưa bằng dòng Mỹ nồi, chiếc led trái phải và trùng seri luôn nè. Seri ở đây là G7225015A B. Rồi chiếc trên G7225015BB nha anh em. Nè, cái này là BB nè, cái này AB nè. Đó. Trùng seri như thế này nha anh em, là nó khác cái chữ cái thôi. Là chiếc A, chiếc B. Thì công suất của dòng này thì ở đây ghi là 8 ohm và là 75W. Quá dữ nha anh em. Đây ghi này ghi 6 ohm chữ lọt. Đây. Này mình đã nhầm cái nè. Cái lo bô là thường là 6 ohm nha. Đó, cái lo bass đó. Này 6 ohm ha. Ở đây 8 ohm là lo tiếp hay lo trung gì đó. Rồi tình trạng tem bọng còn nguyên ha. Giờ dòng này là dòng Mỹ xịn. Tí nữa mình sẽ tháo bên trong cho anh em xem luôn. Hình thức thì lo nè, lo bass nè. Đó. Lo ốc đồ còn nguyên hết nha anh em. Cái mũi lo này nó đi kèo hơi xấu cái chiếc này. Đó. Chiếc này nó đi kèo hơi xấu nè. Đúng ra là nó phải liền là nó đẹp cái cặp lo.
hàng din nha anh em, hàng này chưa qua sửa chữa nha. Rồi chiếc thứ hai nè, này là mũi bằng giải nha anh em, mũi giải này mình soi đèn vô là thấy cái con ở trong luôn nha, đèn phải sáng mạnh thì mình sẽ thấy cái con luôn đó. Hai chiếc nè. Rồi tình trạng thì hồi nãy mình có nói là lo chúng ta kim nguyên hát tốt và hùng thì tương đối thôi nha nè, hùng gặp lo chúng ta tương đối nó không có đẹp như mới ha. Hàng này hàng bãi sử dụng lâu thì nó sẽ sơ sát nhẹ, nhưng mà hùng mà chúng ta không có nở, không có bể và nó còn nguyên ha. Đây có một số góc thì nó bị sơ sát nhẹ nè, đây đó, nhưng mà lo tình trạng như vậy cũng quá ổn rồi, ổn trong cái phân khúc là lo sử dụng còn được, không đến nỗi tệ quá. Rồi bây giờ mình sẽ tháo bên trong xem luôn, tổng quan là quá đã rồi ha, mỹ nồi nghe anh em. Đây mình tháo ra quay xem bên trong luôn nghe anh em. Đầu tiên coi cái lưới nè, lưới cần chúng ta là có cái đường keo nè. Lo này là lo hàng bãi luôn nghe anh em, nó sản xuất Mỹ luôn đó, hàng nhập đó, Mexico ha. Rồi cái căn này đẹp. Cái căn thứ hai thì nó bị gãy một chân nha anh em. Anh em thấy cái chân này gãy nha. Đó thì tình trạng gãy một cái chân nha anh em. Nhưng mà gắn vô bình thường. Cái căn đẹp không gách, không lủng lỗ gì hết nha. Mũ rất là dày. Rồi hai chiếc cây căn. Rồi tiếp đến thì mình soi bên trong nữa, hát cặp lô quyền hội. Đẳng cấp luôn ha. Đây, cụ lò nè. Đó. Trên cái lo có một cái tem màu vàng và có chữ bô nhỏ gọn chứ đánh quy lực anh em. Lo này kích thước là bass 2 tấc, nguyên dân ghim chưa đụng chạm, bao anh em là chưa sửa lo gì hết nha, chưa hay, chưa sửa, chưa làm gì. Tổng quan là sườn sắt còn đẹp, không bị xét luôn nha. Ở trên cái sườn thì được lót một cái miếng, miếng này, một cái miếng y như miếng gòn cho nó im. Cái hùng này hùng bằng mũ nha anh em. Hùng thì hùng bằng mũ, nửa mũ và một nửa là bằng cây, cây ép, dán ép. Như bên đây cây nè, bên đây cái bên đây thì mũ rồi đó. Y như là đến đây mũ, dưới đây nè còn mũ, rồi bên đây là cây, bên đây là dễ cây. Nó thiết kế y như là một một nửa mũ, một nửa là dán. Người ta thiết kế như thế, người ta tạo ra một cái hình dạng như thế này. Mũ dày đẹp, rất là chắc. Má lo chép rồi đẹp hết ha. Rồi soi bên trong xem anh em ơi, thì dòng này là mình phải biết là lo chúng ta tình trạng như thế nào. Thì ở trong đặc thù những dòng lo này thì nó sẽ có một cái miếng mút, miếng xốp để bảo vệ á, cộng dây điện, cộng dây lo đó. Này nó bị ghiêu hết luôn anh em, đụng tới đâu gụng tới đó nha. Này hàng dễ vỡ rồi nè. Đó, này nó bị chiếc bên đây còn đỡ đỡ chứ chiếc bên đây nó rụng rồi, bên đây nó bị nặng rồi nè, ở này đụng rụng luôn nghe nè, ở mình đụng là nó rớt cái bọt luôn nha. Rồi tình trạng thì lo hàng bãi là sử dụng lâu năm nó phải như khế mới đúng. Rồi bên trong thì chúng ta có một cái là bóng đèn, bóng đèn tụ, một tụ và hai tụ đó. Và cái phần dây thì nó sẽ đi ra một cái trung ở đằng sau. Đó là cái lô trung nha anh em. Rồi cái tép thì nằm bên đây. Đây cái tép á. Cái tép thì con ốc thì còn đẹp, mà có con ốc ở dưới cái trung thì nó bị ten rồi. Đó.
Rồi tình trạng chiếc này như thế. Là mình cái bóng đèn mình nó sáng thì nó sẽ soi thấy được cái con lo luôn nghe anh em. Đó, cái mũi này khi mà mình nhà không có đèn thì mình không thấy được, có đèn thì nó sẽ chiếu qua luôn. Bên cái màn thì có một cái dãy số nữa đó. Đồng lo này thì đẳng cấp rồi, tiếng mình nghe là nghe nhạc hay nè, karaoke thì tiếng cũng chuyên nghiệp luôn. Chơi dòng này là các bạn hết nước chấm rồi nha, đẳng cấp luôn, không thua, không thua ai, không thua những cái dòng lo thương hiệu nào khác hết. Lobo là đẳng cấp rồi. Rồi chiếc thứ hai nè anh em, đây nó lật ngửa lên luôn ha. Ở đằng sau thì cũng có một cái tem vàng và cái chữ bô đó. Ở chiếc bên đây cái cọng dây nó cũng super trao rồi nè, nè đó, đụng mà rụng nghe anh em. Này bởi tới tuổi rồi thì cái đốp đó nó tới tuổi không sao, còn sử dụng tốt và sử dụng rất là bền không sao hết. Ở cái trung bên đây thì nó cũng bị tan con ốc rồi nha anh em. Ở cái trung là cái ở đây cái lo lời ở đằng sau á, ở lo ở đằng trước là lo kép nha đó. Rồi chúng ta đó, và bên đây có một cái sợi, cái tấm gòn sợi thủy tinh để nó cách âm. Và hai cái hùng của chúng ta thì nó sẽ có một cái con tem, nó ghi là Tempo 301 C5 Plus là màu đen. Hai cái hùng là chỉ có một cái tem này thôi nha, cái bên đây không có nè. Đó, cái bên đây không có nha anh em. Rồi lo zin đẹp hoàn hảo, chỉ vậy thôi. Anh em nào xem ưng ý thì chốt. Cặp này giá cũng bình dân nha anh em. Giá nói chung thanh lý lại với giá phải chăng cho anh em dùng. Rồi bây giờ mình test nha anh em. Đang phối qua con ba đa mắt nè, dặn ga lớn lên ha. Để đặt hàng anh em. Cặp này cũng rất là ít có, và dòng lo xịn đẳng cấp của Mỹ đó, có một cặp thôi ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip. Thì trong clip này á, anh em nào xem mà có hết thì chúng ta nhớ đăng ký follow kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi cảm ơn, bye bye và hẹn gặp lại anh em.